Nguyên Khôi xin chào các bạn nhé. Vâng, mình lại tiếp tục làm cái clip giới thiệu một con âm ly mới về. Một cái con âm ly em nói các bác là cực kỳ hiếm và cũng cực kỳ đẹp luôn. Con này là con RS RS Hi-Fi Sound Project TA8000. Con này là con âm ly quay sau. Thực ra nó là âm ly của Philips các bác nhé. Âm ly của Philips. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Các bác nhìn. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thế. Chất dòng này là dòng của Philips nha các bác nhé. Công suất là 340W. Rất khỏe luôn. Còn đây không gian xưa quen gót lời. Cây lá thưa chim đã bay ngồi nghe yêu thương quá đẹp luôn các bạn. Xa tầm tay con này là con một con âm ly đem cho nhỏ tiếng một tí. Con âm ly này là thực chất là của Philips xuất cho thị trường Pháp. Đấy, và con này với công suất là rất là khỏe, 340W và chạy là A cộng B, tức là hai cặp loa cùng một lúc, hai cặp loa cùng một lúc luôn. Đấy, thì thiết kế mặt thì là nhôm phay vỏ sắt. Con này thì là nếu đóng cho nó một cái vỏ gỗ nó vào thì đẹp tuyệt vời luôn. Mặt nhôm phay rất đẹp, không một chút cấn cá nào các bác nhé. Còn đây là núm nguồn này. Đây là núm nguồn này. Đây là nút là A và B này. Nên là em đang để đánh kênh loa A, B và cạnh A cộng B. Đấy, bên này là núm chỉnh bát, chỉnh chép, đến chỉnh ba lăng. Đây là chỉnh mono, site. Đấy, bật trên là mono, bật dưới là site nhá. Còn đây là như kiểu núm là contour, là có thể như các bạn hiểu lôm la nó nhờ cái núm lau lớt của âm ly. Đấy. Và đây là núm chuyển kênh. AUX có follow FM AM. Cái này thì riêng phần FM và AM bắt cực led luôn các bác nhé. AM bắt cực led luôn. Đấy. AM là một cái tổ chức đồng hành cùng với cả người chuyển giới trong những cái giai đoạn đầu. Cái đồng hồ vu này là đồng hồ vu cho là radio nha các bác nhé, không phải là đánh nhạc mà nó nháy theo nhạc nhá, mà nó là phần radio của vu đấy, tức là nó nháy của là radio. Mọi người có mong muốn là cái tiếng nói của mình sẽ được lắng nghe. Bắt rất nét luôn các bác ạ. Đấy. AM. Đẹp lắm các bác ạ. Con ly này thì đẹp, bày là đẹp và ghép rất nhiều những dòng loa hay, loa châu Âu hay, loa Nhật hay. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Con âm ly này là em bán với giá là 11,5 triệu nữa các bác nhá. Giá rất là hợp lý đối với một con âm ly châu Âu mà rất đẹp luôn. Con này là xuất âm tụ. Đấy, con này nó chạy xò sắt. Bác nào mà quan tâm thì em đã gửi đầy đủ hình ảnh, thì em chụp đầy đủ hình ảnh về nội thất của máy. Con này thì hàng bên kia về rất đẹp, chưa qua sửa chữa cái gì nha bác nhá. Giá là 11,5 triệu. Xuân muộn về. Trên môi bác nào mà quan tâm muốn sở hữu con âm ly này thì các bác liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là Nguyên Khôi 0982922168. Ship uy tín cho các bác nhé. Bác nào mua thì em sẽ tặng cho các bác là một bộ jack loa và jack tín hiệu của châu Âu. Em xin kết thúc video ở đây. Bác nào mà đang theo dõi mà bác nào mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của Nguyên Khôi thì cũng vui lòng là nút đăng ký kênh giúp em để kịp thời quan tâm theo dõi những sản phẩm mới nhất của em về. Sẽ đưa lên được các bác ưng món nào hợp tài hợp ví, món nào hợp nhãn món nào thì các bác alo trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Chào các bác nhé.